Chào các bạn, mình là Thái Tú, chuyên viên đến từ Tân Hoàng Trà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để phân biệt các loại trà có trên thị trường và một số cái bước để mình có thể test trà làm sao cho chúng ta chọn được cái loại nguyên liệu nó chuẩn nhất. Như các bạn đã biết thì sản phẩm hồng trà là một sản phẩm rất là quan trọng và được sử dụng nhiều nhất trong ngành trà sữa. Việc chọn được một cái sản phẩm trà ưng ý là sẽ giúp cho cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái giá trị đồ uống của bạn tăng lên rất là nhiều. Cách chọn sản phẩm trà thì có khá là nhiều cách. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để các bạn có được những cái bước test trà nó chung nhất nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu. Như các bạn đã thấy ở trên bàn đây, mình đang có 3 loại trà. Đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn dòng trà Assam, hồng trà Assam. Đây là hồng trà cổ thụ. Đây là hồng trà Ceylon và đây là hồng trà vỏ quýt. Đây là 4 dòng hồng trà tương đối là phổ biến ở trên thị trường được dùng nhiều nhất. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều dòng trà khác như là dòng trà cam, hồng trà cam, hồng trà san tuyết và hồng trà đóng theo dạng phổ nhĩ nữa. Còn rất là nhiều loại. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn dòng trà Assam, hồng trà Assam. Dòng trà này rất là phổ biến ở Vân Nam Trung Quốc. Thì các bạn có thể thấy nhìn qua về cái chất lượng trà của nó thì nó tương đối là nhiều cái cành, cái nhánh. Thế nên là cái dòng trà này cái vị của nó rất là chát, vị trà rất là mạnh. Tuy nhiên là dòng trà Assam có một đặc điểm rất là nổi bật, đó là dòng tẩm hương. Được tẩm hương ở đây thì dòng trà này thường có mùi hương một chút gì đó, mùi hương của xoài và cam. Nó khá là giống với dòng trà Ba Tước Earl Grey. Các bạn có thể thấy đấy, đây. Dòng trà này có mùi hương hoa quả rất là nhẹ nhàng. Và các bạn có thể nhìn thấy màu nước của nó tương đối là trong và hồng. Nó không đỏ lắm. Cái sản phẩm này thì có mùi hương rất là nhẹ nhàng. Sản phẩm này thì rất phù hợp để làm trà sữa nguyên vị. Ví dụ các bạn làm cốc hồng trà nguyên vị thì nó khá là ok. Nó phù hợp với những cái loại bột sữa mà nó giống như bột sữa của Việt Nam ấy, là dòng Kevis, Amer, Kerry, Ido. Khó là những cái dòng trà phổ thông thì nó rất là hợp. Một số cái thương hiệu nổi tiếng sử dụng cái dòng này, các bạn có thể là King cũng đang sử dụng dòng trà Assam là chính. Mùi rất là mạnh bởi vì nó tẩm rất là nhiều hóa chất, mùi rất là mạnh luôn. Thì với cái trong cái khóa học của mình về trà sữa thì mình không dùng dòng trà này vì nó sử dụng khá là nhiều mùi vị. Khi bạn sử dụng dòng trà này thì bạn xác định là chúng ta sẽ không áp dụng nó vào cái công thức khác được nữa. Ví dụ như là công thức trà đào cam xả, công thức trà vải, công thức trà đào sẽ không sử dụng cái này được nữa vì nó có mùi hoa quả riêng rồi. Khi sử dụng cái dòng trà này nó sẽ không thể đạt được hiệu quả tối đa nữa. Nó không đẩy được các cái vị siro khác lên. Nên dòng trà Assam này mình không sử dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến dòng trà thứ hai, đó là dòng trà cổ thụ. Dòng trà cổ thụ là một dòng trà rất phổ biến của Việt Nam, rất được ưa chuộng. Cái dòng trà cổ thụ mình sẽ phân tích một chút nhé. Dòng trà cổ thụ thì dòng trà cổ thụ này các bạn có thể để ý ấy, nó là những cái lá bánh tẻ và những cái sợi được qua quá trình sơ chế sấy khô và lên men. Dòng trà này rất là đậm đà hương vị. Tuy nhiên là đây, màu nước của nó rất là đậm và nước thì có vị rất là thơm. Cái hồng trà cổ thụ này thì qua quá trình sơ chế thì nó có cái mùi thơm của mật ong rất là tốt. Cái dòng trà phổ biến, cái hãng phổ biến sử dụng dòng trà cổ thụ này là trà Gong Cha của Vân Nam cũng như là Gong Cha của Quảng Châu, Gong Cha của công ty Sang Mết đang phân phối, bên mình đang phân phối. Thì cái dòng trà này ưu điểm rất lớn của nó là nó rất phù hợp để làm các cái loại trà sữa. Ngoài ra là cái vị mật thơm nhẹ nhàng của nó thì cực kỳ là tốt khi kết hợp với các vị như vị đào, vị vải. Đó, cái công năng sử dụng của nó là được rất là nhiều vị luôn. Thứ hai nữa là trong quá trình sơ chế thì cái quá trình tẩm ướp hóa chất của nó thì là không có. Nó sử dụng cái công nghệ thiên nhiên 100%. Thế nên là nó rất là tốt cho sức khỏe. Thì bên mình đang phân phối dòng này. Thứ ba mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng trà nữa,
đó là dòng trà Ceylon. Các bạn có thể để ý dòng trà Ceylon là một dòng trà nó kết hợp tương đối của hai loại này. Các bạn có thể ý những cái sợi màu trắng đây là những cái sợi nhánh, còn đây những sợi màu đen là sợi lá. Vì thế nên cái dòng trà này nó sẽ là cái mức độ là trà vừa phải, thơm vừa phải, đậm đà vừa phải, nó rất phù hợp trong quá trình bán hàng. Thì cái dòng trà này, cái nước của nó sẽ không đậm bằng dòng trà cổ thụ, nhưng nó sẽ đậm hơn dòng trà Assam. Cái sản phẩm này thì các bạn có thể để ý một chút là khi mà quá trình ủ trà thì chúng ta sẽ thấy là cái mùi thơm nhẹ của mật của dòng trà cổ thụ nó cũng có, bởi vì là Ceylon này thì có tỷ lệ dòng trà cổ thụ ở trong đó. Thì với cái sản phẩm dòng trà Ceylon này thì nó rất là ngon. Cái sản phẩm mà bên mình đang phân phối là sản phẩm trà Chí Việt sử dụng trà Ceylon dạng túi lọc cũng như là dạng lá, thì nó rất là tốt. Khi mà bạn pha chế thì nó rất là phù hợp, mình có thể áp dụng với tất cả các loại công thức vì nó không có mùi hương riêng, nó có chỉ đậm đà vị trà thôi. Nó rất là tuyệt. Và ngoài ra nữa là nó không có tẩm hóa chất nên nó rất là dễ để kết hợp với tất cả các loại và nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp theo, một cái dòng trà cuối cùng là một dòng trà cực kỳ nổi tiếng của Vân Nam. Các bạn nào mà có được đi du lịch ở đó sẽ biết, đó là trà vỏ quýt hay là trà vụn Vân Nam. Cái dòng trà này, cái quá trình sơ chế khác hẳn với ba loại này, thế nên là cái chất lượng đồ uống cũng như là cái mùi thơm, cái hương vị tuyệt vời hơn rất là nhiều. Cái mùi thơm thanh thảnh, mùi thơm thì nó thoang thoảng và nó thanh nhẹ nhàng. Cái dòng trà này thì bên mình đang phân phối cái dòng chủ yếu đó là dòng hồng trà, gong trà cao cấp. Đây là một loại sản phẩm cực kỳ là cao cấp và thơm. Các bạn pha chế trà sữa thì cái dòng trà này nó mang được mùi hương cực kỳ là đặc biệt và nó rất là đậm đà với các cái loại trà. Với các cái loại trà, mình có thể hướng dẫn các bạn cách test đồ cơ bản nhất nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ nhìn sơ qua về cái ngoại hình. Các bạn có thể thấy đấy, chúng ta có thể đánh giá đầu tiên là từ các cái ngoại hình. Chủ yếu cái sản phẩm này là lá và cọng và nó không đều hạt. Các bạn có thể nhìn thấy nó không đều hạt nhé. Nó không đều hạt. Nên mình có thể đánh giá sơ qua là qua quá trình sơ chế thì cái sản phẩm này nó không được tinh chất 100%. Và nó mình không đánh giá cao. Sản phẩm thứ hai là sản phẩm trà cổ thụ thì nó lại làm rất là đều về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên là nó khá là nhiều cọng và lá bánh mật. Lá bánh mật. Thế nên là cái sản phẩm này nó sẽ tương đối là nặng vị trà. Cái sản phẩm thứ ba là sản phẩm kết hợp giữa lá và cọng. Sản phẩm này cũng không được đều về mặt thẩm mỹ. Thế nên là sẽ vừa vị nhất là nó sẽ kết hợp giữa vị nặng vừa phải của trà và vị thơm nữa. Ví dụ như các bạn lưu ý là chúng ta có quá nhiều cọng thì chúng ta sẽ quá nhiều cọng màu trắng này thì chúng ta sẽ có vị trà rất là mạnh nhưng không thơm, chúng ta phải có lá nữa. Nhưng quá nhiều lá giống như sản phẩm này, quá nhiều lá thì nó lại thơm nhưng mà vị trà nó lại nhẹ nhàng, nó không sâu, không có hậu vị. Đến cuối cùng, trà vỏ quýt. Trà vỏ quýt là một cái trà rất là đặc biệt. Các bạn thấy nhìn rất là đều. Và đây nó không phải là lá của lá của cây chè, mà nó là một sản phẩm phụ phẩm rất là đặc biệt. Qua quá trình sơ chế thì nó mới được ra cái sản phẩm này. Và cái mùi vị thì nó rất là tuyệt vời. Thì cách ủ hồng trà thì mình sẽ có trong cái video bài tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn. Mong các bạn sẽ phản hồi lại tất cả những cái thắc mắc về cách ủ trà, cách chọn trà.